Anh đã bị một nữ streamer lừa đảo 7 tỷ đồng, nhưng anh lại rất vui vẻ vì sau khi ly hôn, anh đã có được năng lực biết trước tương lai. Anh cảm thấy khá không thể tin được, nên anh ngay lập tức nhắm mắt lại. Sau 3 giây, anh giữ lấy người giao đồ ăn đang đi qua đường và cảnh báo anh ta đừng vượt đèn đỏ, hãy nghĩ đến gia đình của anh ta, họ đang đợi anh ta. Người giao đồ chỉ cảm thấy anh là một tên điên và giận dữ nói, mau cút ra khỏi đây, đơn hàng của tôi sắp đến giờ rồi. Sau khi nói xong, anh ta vặn ga và rời khỏi đó. Anh không chắc chắn những mảnh ký ức vừa rồi có thực sự hay không, nhưng anh chỉ có thể thở dài một cái và chấp nhận. Trong một nháy mắt, người giao đồ liền tới gần ngã tư đèn giao thông, nhìn thời gian sắp không kịp nữa rồi, anh vặn ga vượt để vượt đèn đỏ, nhưng đột nhiên, anh ta nhớ lại những gì anh vừa nói. Trái tim anh ta đập nhanh và anh ta buông ga một cách lo lắng. Ngay lúc đó, một chiếc xe mới năng lượng mất kiểm soát và tông vào 3 chiếc xe trước mặt người giao đồ rồi mới dừng lại. Người giao đồ mở to mắt, cả cơ thể run lên và hoàn toàn bị đứng hình. Nếu không phải vì anh ta nhớ lại những gì anh nói, với lực tác động của chiếc xe đó, anh ta sẽ không còn tồn tại nữa. Sau khi thoát khỏi hiểm nguy, anh ta muốn quay lại vị trí ban đầu để tìm anh, nhưng anh đã biến mất mà không để lại dấu vết. Trong khi anh đã đi xa khỏi hiện trường, điện thoại reo lên. Anh phát hiện ra đó là cuộc gọi từ chủ nợ. Trong nhất thời anh cảm thấy rất lo lắng, nhưng anh không thể không nhận cuộc gọi vì nếu không họ có thể quấy rối vợ và con gái của anh. Ngay khi anh vừa nhấc máy, người ở đầu dây bên kia đã la hét và chửi bới anh, A Thần, cậu muốn chết đúng không? 3 tỷ rưỡi tiền gốc vợ của cậu đã trả cho cậu rồi. Còn 1 tỷ 750 triệu nữa nếu cậu không trả nốt tôi sẽ chặt cậu ra thành từng mảnh và cho chó ăn. Vợ của cậu đúng là đã mù nên lúc trước mới kết hôn với một kẻ vô dụng như cậu. Khi anh nhớ đến đối phương là đại ca giang hồ đầy tiếng tăm, Tiêu Thiên Hào, anh nhanh chóng lên tiếng, xin hãy cho tôi thêm 7 ngày để trả nợ được không? Tới thời điểm đó, tôi chắc chắn sẽ đem đến cho Hào ca. Tuy nhiên, đối phương cười lạnh và nói, cậu nghĩ tôi giống như người vợ ngốc của cậu bị cậu lừa quay vòng vòng sao? Nếu hôm nay cậu không trả nợ, tôi sẽ cho người xử lý cậu đấy. Anh vừa chuẩn bị cầu xin chủ nợ cho thêm thời gian nhưng đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một cảm giác lạ. Đến giờ này, anh cuối cùng đã xác định được rằng sau khi ly hôn, anh có khả năng biết trước tương lai. Hồi lâu mà không nghe thấy tiếng nói, Tiêu Thiên Hào lại lên tiếng chửi mắng, cậu mau nói chuyện với tôi đi, cậu bị câm rồi à? Trong tiếng chửi mắng đó, anh bị đột ngột đánh thức một cách đột ngột và sau đó anh lấy hết sự dũng cảm nói. Sau 10 phút nữa, Tổng Giám đốc của công ty Hải Thiên sẽ đến gặp anh để thảo luận về một dự án hợp tác. Anh đừng đầu tư 35 tỷ đó, nếu không anh sẽ mất hết vốn. Tiêu Thiên Hào tiếp tục chửi mắng, tên tiểu tử này, cậu bị cô nữ streamer đó lừa mất trí rồi à? Lão Tổng Trần Bách Cường, Tổng Giám đốc của tập đoàn Hải Thiên, là một tỷ phú siêu giàu, làm sao ông ta có thể tìm đến tôi được? Đừng nói những điều vô lý này nữa. Đột nhiên, anh cảm thấy giác quan thứ 6 của mình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay lập tức, anh nói, chúng ta đặt cược 1 tỷ 50 triệu đi, anh có dám không? Tiêu Thiên Hào chế nhạo nói, cậu có tự tin đến thế à? Không xem nữ streamer à? Sau đó, anh trở nên quả quyết hơn. Anh nhìn vào đồng hồ và nghiến chặt răng, cuối cùng anh hỏi một lần nữa, 1 tỷ 50 triệu đó cũng không nhiều đối với anh có dám không chơi với tôi không? Tiêu Thiên Hào lặng im một lúc, sau đó nói lạnh lùng, cậu nghĩ tôi sợ cậu à? Ngay sau đó, anh liền tắt máy, rồi châm một điếu thuốc và ngồi xuống. Trong khi đó, Tiêu Thiên Hào nhận được thông báo từ Lễ Tân rằng Tổng Giám đốc của Hải Thiên đang đến. Trần Bách Cường đến đây nói rằng muốn thảo luận về một dự án hợp tác rất quan trọng. Khi tiếng nói từ Lễ Tân vang lên, Tiêu Thiên Hào cảm thấy như gặp ma rồi. Trần Bách Cường là một con cá mập tài chính như vậy, lại thật sự tìm đến mình. Vào lúc này, nữ thư ký đã dẫn một người đàn ông trung niên vào. Tiêu Thiên Hào đón tiếp một cách nhiệt tình và yêu cầu thư ký pha trà cho ông ta. Tuy nhiên, khi Trần Bách Cường vào trong, ông ta ngay lập tức xua tay không kiên nhẫn và ngồi xuống trên ghế, trông rất lo lắng. Lần này, tôi muốn thảo luận về một dự án. Tập đoàn muốn phát triển một khu đô thị thương mại. Anh có hứng thú không? Khi nghe điều này, Tiêu Thiên Hào bất ngờ trong lòng. Không ngờ rằng tên A Thần đó đã nói đúng. Lẽ nào đây là một sự trùng hợp? Ngay lập tức, Tiêu Thiên Hào hỏi ông ta muốn đầu tư bao nhiêu tiền. Trần Bách Cường nói rằng 105 tỷ liền có thể đầu tư và sẽ cho anh 30 phần cổ phần sau khi đầu tư. Hoặc có thể là trả cho anh 3 tỷ năm mỗi tháng làm lãi suất. Ngay khi nghe xong, Tiêu Thiên Hào cảm thấy rất nặng nề trong lòng. Anh ta đột nhiên nhớ lại những lời anh đã nói và rơi vào sự do dự. Một lúc sau, anh ta cắn răng nói, dịch vụ nhỏ như của chúng tôi không có nhiều tiền để đầu tư. Hầu hết đã cho mượn đi mà chưa thu hồi lại. Tuy nhiên, anh ta còn chưa kịp nói xong, Trần Bách Cường đã trở nên không kiên nhẫn. Nếu không thể đưa ra 105 tỷ,
thì 35 tỷ thì 35 tỷ cũng được. Tôi cho anh một cơ hội kiếm tiền, đừng có không biết trân trọng. Khi nghe số tiền 35 tỷ, Tiêu Thiên Hào rơi vào tình thế khó xử. Thấy anh ta không nói gì, đối phương đã quay lưng và đi mà không cho Tiêu Thiên Hào cơ hội. Tiêu Thiên Hào ngồi tựa vào ghế sofa và lắc đầu thở dài, lẽ nào cứ bỏ lỡ mọi thứ như thế này sao? Nhưng làm sao tên A thần vô dụng đó lại biết được, hơn và chính xác là 35 tỷ một đồng cũng không lệch. Khi nghĩ đến điều này, anh ta liền lấy điện thoại và gọi đi. Đầu dây bên kia, anh nhanh chóng nhấc máy và nghe Tiêu Thiên Hào than thở một đống những lời phàn nàn. Anh cảm thấy năng lực biết trước tương lai thật sự tồn tại. Ngay sau đó, vào tối nay, anh chỉ cần xem tin tức để biết sự thật. Tiêu Thiên Hào cúp máy và suy nghĩ trong sự rối ren. Sau một lúc, anh ta gọi thư ký đến bên cạnh và ra lệnh theo dõi chặt chẽ các diễn biến của tập đoàn Hải Thiên, bất cứ biến động nào cũng phải thông báo ngay lập tức cho tôi. Lúc này, anh đã trở về căn nhà cũ kỹ, vẫn còn mùi hương của vợ anh, Tần Mỹ Vân. Anh đến phòng của con gái và nhìn thấy những món đồ chơi trên sàn. Nước mắt không thể ngừng chảy, anh vung tay một cái tát mạnh vào mặt mình. Anh thầm thề trong lòng rằng Tần Mỹ Vân và Đồng Đồng, cả hai hãy đợi đấy, anh nhất định sẽ đem đến cho hai mẹ con em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tên A thần trước đây đã chết rồi. Đến tối, anh đi đến bên bờ sông, đi trên đường với gió thổi như một con chó lang thang không có nơi nương tựa. Đột nhiên, Tiêu Thiên Hào gọi điện thoại đến kích động nói, A thần thật không ngờ những gì cậu nói đều trúng. Tập đoàn Hải Thiên đã lừa một số giám đốc cấp cao của các tập đoàn khác thông qua hợp đồng âm dương. Và cháu trai của Trần Bách Cường đã lấy đi hơn mấy trăm tỷ. Những con rùa đầu tư đó giờ đang khóc ở nhà. Anh nghe tiếng vui mừng của đối phương ở đầu dây bên kia. Anh chỉ cười và nói, ha ha, nếu anh ta không đặt cược với anh, có lẽ anh ta cũng là một con rùa đầu tư. Hào ca, anh chuyển cho tôi 1 tỷ 50 triệu trước đi, tôi đang cần gấp. Tiêu Thiên Hào gật đầu kích động và nói, không thành vấn đề, số tiền cậu nợ tôi, không cần lãi suất nữa, còn tiền gốc thì lúc nào thuận tiện thì trả cũng được. Đồng thời, anh ta rất biết ơn anh. Anh ta không ngờ rằng một kẻ vô dụng như anh thực sự đã cứu mạng của mình. Nhưng điều làm anh ta kinh ngạc hơn cả là anh làm sao biết được bí mật bên trong. Sau khi nghe thấy lời của Tiêu Thiên Hào, anh nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn và một biểu hiện vui mừng hiện ra trên khuôn mặt anh. Rất nhanh sau khi anh cắt máy, anh đã nhận được 1 tỷ 50 triệu từ Tiêu Thiên Hào và sau đó anh lên xe đến sàn giao dịch chứng khoán. Cổ phiếu của tập đoàn Hải Thiên đang trải qua một thời kỳ khó khăn, toàn bộ đều đang giảm giá. Nhiều nhà đầu tư đang than phiền. Tuy nhiên, anh lại đi thẳng đến quầy giao dịch và đặt thẻ ngân hàng lên. Tôi mua 1 tỷ 50 triệu cổ phần của tập đoàn Hải Thiên. Khi anh nói xong, một số nhà đầu tư xung quanh nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Thậm chí đến nhân viên trong cửa sổ cũng ngạc nhiên hỏi, anh có chắc không? Anh lướt nhìn qua đồng hồ, chỉ còn 1 tiếng nữa. Anh vội vàng gật đầu và nói, nhanh chóng mua đi. Hai nhà đầu tư bên cạnh tiếp tục chế nhạo anh, tưởng rằng anh là một kẻ điên. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không để ý đến họ. Sau khi nhập mật khẩu, 1 tỷ 50 triệu được rút khỏi tài khoản ngay lập tức. Nhân viên vẫn còn ngạc nhiên nhìn anh và đưa thẻ cho anh. Lúc đó, anh mới hài lòng lấy thẻ và rời khỏi sàn giao dịch. Đứng bên ngoài, anh châm một điếu thuốc và gọi điện thoại. Khi Tiêu Thiên Hào nghe thấy cuộc gọi của anh liền hơi sửng sốt một chút, sau đó nói lớn, cậu có tiền trả lại tôi nhanh thế à, không cần lo lắng, từ giờ trở đi tôi sẽ không thúc ép cậu nữa. Anh hít một hơi thật sâu nói, không phải trả tiền. Lần này, tôi có thể giúp anh kiếm được một khoản tiền lớn. Hãy mua cổ phiếu của tập đoàn Hải Thiên ngay bây giờ. Vào buổi chiều 3 ngày sau sẽ có một điều bất ngờ. Yeah,